Xin chào tất cả quý anh chị em và quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị xe tải An Sương. Thì hôm nay quay trở lại đây tại xe tải sẽ gửi đến tất cả quý anh chị em, quý khách hàng một cái video giới thiệu về một cái dòng xe ô tô bán hàng lưu động mà hiện đang được nhiều khách hàng tham khảo cái xe ô tô bán hàng lưu động nhắc đến. Đó là một cái dòng xe ô tô bán hàng lưu động giá rẻ, mau thu hồi vốn. Thì để biết chi tiết hơn đó là dòng xe nào thì xin mời tất cả quý anh chị em, quý khách hàng cùng tài xe tải sẽ tham quan tổng thể về xe cũng như là qua cái video review chi tiết về cái xe này để mình biết được đó là cái xe gì. Xin mời. Thì dòng xe mà tại xe tải xin nhắc đến trong video ngày hôm nay cho tất cả quý anh chị, quý khách hàng đó đến là dòng xe Đông Ben T30. Thì từ cuối năm 2021 thì thương hiệu Đông Ben đã được thay đổi thành một cái thương hiệu mới, đó là Sinarai Moto. Đây là logo mới của cái dòng xe Đông Ben T30, đó là SRM theo cách đọc của người Việt Nam mình. Thì ở video này tại xe tải sẽ giới thiệu đến tất cả quý anh chị, quý khách hàng một cái sự thay đổi mới mẻ về cái dòng xe cũng như là về cái thùng ô tô bán hàng lưu động đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam và được đóng tại nhà máy Sinarai thì nó sẽ như thế nào. Xin mời tất cả quý anh chị và quý khách hàng cùng theo dõi video. Thì ở cái phiên bản mới của cái dòng xe Sinarai SRM T30 này á, thì nó có những cái điểm khác biệt so với cái dòng Đông Ben T30 trước đó. Thì đây cameraman cũng sẽ quay những cái điểm khác biệt trước để cho tất cả quý anh chị, quý khách hàng mình cùng xem. Thứ nhất là dàn táp lô. Táp lô so với trước á, thì sẽ được là mạ chrome. Ở đây là nhựa nhám, thay vì bản trước đó nó là sơn giả gỗ. Và cái đặc điểm nổi trội mà trang bị cái tính năng hiện đại hơn đó chính là màn hình cảm ứng MB5. Đây, màn hình cảm ứng MB5 có cả kết nối Bluetooth để mình nghe nhạc được. Trong quá trình mình chạy xe thì nó sẽ thêm cái nhiều cái tính năng giải trí hơn so với cái phiên bản trước đó. Và cái quan trọng ở đây là màn hình này sẽ được tích hợp với camera lùi. Đây, tích hợp với camera lùi, khi mà tất cả quý anh chị, quý khách hàng mình chạy xe mình vào số lùi thì nó sẽ hiện lên cái màn hình phía sau thì nó tăng lên cái tính năng an toàn cho mình. Đấy. Rồi, hệ thống máy lạnh thì cũng được trang bị thêm những cái nút bấm, nó sẽ hiện đại hơn so với là cái dòng Đông Ben T30 trước đây. Bên dưới thì còn được trang bị cả đầu tẩu, mồi thuốc, cổng ra 12V. Dưới đây nữa thì được trang bị là hai hốc để nước cho bác tài và phụ xe. Còn những cái vẫn giữ nguyên theo tiêu chuẩn của xe chính là hệ thống lái trợ lực điện tử ABS, giúp đánh lái rất là nhẹ nhàng luôn. Đây. Còn bên này thì kính thì vẫn được là sử dụng là kính chỉnh điện. Gương hậu thì nó vẫn còn là gương hậu cơ, gương hậu thì vẫn còn chỉnh cơ nha. Rồi, về một sự thay đổi mới và lớn hơn của cái dòng Sinarai T30 này nữa chính là khối động cơ. Thì cái khối động cơ của cái phiên bản mới được sử dụng chính là khối động cơ 1.5 lít, được sản xuất theo công nghệ của Ý, thì giúp tăng cái tính năng tiết kiệm nhiên liệu và động cơ nổ nó sẽ êm hơn. Thì bây giờ tại xe tải sẽ tắt cái máy lạnh đi để mình nghe được cái tiếng động cơ nó sẽ êm hơn. Đấy, động cơ đang nổ rất là êm luôn và mức tiêu hao nhiên liệu sẽ tiết kiệm hơn so với cái dòng Đông Ben T30 trước đây. Đi cùng đó là hộp số sàn. Xe này sử dụng số sàn nha tất cả quý anh chị. Số sàn 5 cấp số, 5 tiếng, 1 lùi. Giúp xe vận hành êm ái hơn và chạy trên đường trường nó sẽ mượt hơn. Đó, đó là những cái điểm mà thay đổi một số cái tính năng, cái option so với cái dòng xe Đông Ben T30 trước đây. Thì bây giờ cabin thì mình cũng thấy là mình cũng đã quan sát gần hết rồi. Thì nó hầu như là nó chỉ có những cái điểm nổi trội ở đây thôi. Và ghế thì vẫn còn là ghế nỉ theo nguyên bản cũ. Thì bây giờ cùng tại xe tải sẽ xuống, mình sẽ xem thử coi cái thùng ô tô bán hàng lưu động là cái quan trọng nhất của cái xe. Thì xem nó có những cái ưu điểm gì và nhược điểm gì. Xin mời tất cả quý khách hàng cùng tại xe tải tham quan cái thùng ha. Thì đây, đây là thùng ô tô bán hàng lưu động theo tiêu chuẩn của nhà máy Sinarai đóng, đạt đúng tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam. Thì bên cạnh tại xe tải đây chính là một cái thùng ô tô bán hàng lưu động. Như quý khách hàng, quý anh chị cũng đã thấy thì để camera man sẽ quay chi tiết hơn về tổng quan của cái thùng xe này. Nó được quy cách, nó sẽ được đóng như thế nào, kết cấu ra làm sao.
thì cameraman sẽ quay tổng thể để mình cùng xem được tổng thể bên ngoài cũng như là bên trong của cái xe ô tô bán hàng lưu động SRM T30 này. Thì đây, như tất cả quý anh chị quý khách hàng cũng đã thấy, thì sau khi tài xe tải mở thao tác để mở xong một cái thùng ô tô bán hàng lưu động thì nó sẽ ra như thế này. Thì xe sẽ được theo nguyên lý thì xe sẽ được mở ra hai bên và phía sau đó để cho mình trưng bày sản phẩm mình buôn bán. Thì bây giờ xe còn được mở thêm cả cái mui ở giữa nữa. Thì bây giờ tài xe tải sẽ lên để mở cái mui ở giữa và cũng như là đứng ở trên đấy để thao tác cho tất cả quý khách hàng mình hình dung được khi mà mình buôn bán cái thao tác buôn bán những mặt hàng trên xe nó sẽ như thế nào. Đây thì đây là không gian bên trong của một cái xe ô tô bán hàng lưu động SRM T30 phiên bản thùng nhà máy. Thì xe sẽ được trang bị ở trên là cái mui mở lên. Thì một phần cái này cũng là cái bảng hiệu của gian hàng của tất cả quý anh chị quý khách hàng. Và bên cạnh đó thì ở hai bên này được bung ra theo kiểu cánh dơi, mục đích là để mình sẽ bán hàng qua hai bên đấy. Còn về không gian bên trong xe thì tài xe tải xin tư vấn thêm là đây là hiện tại mình đang review cho tất cả quý anh chị quý khách hàng đang xem, đây là thùng tiêu chuẩn. Thì nếu quý khách hàng nào có nhu cầu set up lại kết cấu nội thất bên trong cũng như là hệ thống điện nước trên xe thì tài xe tải sẽ tư vấn và thiết kế theo đúng yêu cầu của khách hàng. Nhưng mà lưu ý một điều là quy cách thùng xe mình không thể nào thay đổi được, tại vì nếu mà quý khách hàng thay đổi thì sau 2 năm mình sẽ không kiểm định xe lại được. Đó là cái khó và cũng là cái nhược điểm của cái xe ô tô bán hàng lưu động hiện nay, là bắt buộc phải đúng theo tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam có phép. Thì xin mời cameraman sẽ bước lên cái thùng xe để mình quay chi tiết hơn về cái xe nguyên bản nó sẽ được kết cấu và được trang bị những cái gì theo xe. Trước tiên thì xe sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn là bốn cái đèn LED như thế này ở bốn góc thùng xe. Và ở đây xe sẽ được trang bị cho mình một cái tắp lô điện bao gồm hai công tắc đèn, một cái cầu chì, hai ổ cắm và một cái bộ biến đổi điện. Thì theo tài xe tải nghĩ thì cái bộ biến đổi điện này nó chỉ có công suất rơi khoảng tầm 1000W trở lại thôi, thì đủ để mình thắp sáng, đáp ứng được cái nhu cầu thắp sáng trên xe của mình. Thì ở đây xe tiêu chuẩn sẽ chưa trang bị hệ thống điện nguồn, tức là ắc quy. Thì khi quý khách hàng mình đầu tư cái xe này về á, là mình sẽ thể đầu tư thêm một ắc quy hoặc hai ắc quy tùy theo cái nhu cầu và cái thời gian mình sử dụng buôn bán là trong thời gian bao lâu, thì cái nguồn điện nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình đó. Còn chắc cũng biết hàng cũng hỏi là thắc mắc là những cái này là những cái gì, thì tài xe tải cũng chia sẻ luôn, đây nó sẽ là những cái kệ bán hàng theo tiêu chuẩn. Vì thùng nhà máy theo tiêu chuẩn thì không thể nào mà họ đóng theo cái nhu cầu của quý khách hàng được, tại vì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu và một cái yêu cầu đặt ra khác nhau. Nên là khi mà cái xe nó hoàn thiện thì mỗi xe nó sẽ được cái kết cấu, cái setup bên trong nó sẽ khác nhau và nó bao gồm những cái option hầu như là khác nhau hoàn toàn. Đó là lý do mà nhà máy họ chỉ có thể là setup về cơ bản làm những cái kệ giả như thế này, là để tượng trưng cho những cái kệ mà khi quyết hàng buôn bán thôi. Thì cái này bên trong về mình có thể sửa lại theo cái nhu cầu của mình thì nó sẽ không ảnh hưởng gì về mặt pháp lý cả. Nhưng mà lưu ý thêm một lần nữa, tài xe tải nhắc luôn quyết hàng là kết cấu bên ngoài tất cả những cái cánh dơi ở đây mình không được thay đổi kết cấu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của thùng, cũng như là không được thay đổi kết cấu mở của thùng, thì để sau 2 năm mình sẽ kiểm định lại được. Chứ còn tình trạng kiểm định hiện nay rất là khó, nên là nếu mà quý khách hàng về mình chế mình độ lại thì chắc ăn là sau 2 năm mình kiểm định lại sẽ rất là khó cho tất cả quý khách hàng đó. Thì xe thì tất cả quý khách hàng cũng thấy là tất cả theo tiêu chuẩn thì nó sẽ được là làm cái thùng là thùng hai lớp, bên ngoài và bên trong tất cả đều là toan lạnh phẳng giống như vậy. Toan lạnh phẳng đấy, tất cả đều là toan lạnh phẳng hết.
thì cái thùng tiêu chuẩn nó sẽ chưa có màu. Nếu mà quý khách hàng nào có nhu cầu mình sơn màu á, thì tại ô tô An Sương sẽ nhận gia công sơn lại thùng theo cái màu theo cabin hoặc là cái màu theo yêu cầu quý khách hàng đưa ra. Còn về cabin xe thì sẽ được quý khách hàng sẽ được sơn theo yêu cầu của khách hàng đặt xe màu gì thì cabin mình tài xe tải sẽ đặt xe theo màu đó, theo đúng những cái nhu cầu của khách hàng đưa ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng cameraman xuống để mình xem tổng quan lại về tổng thể của cái thùng xe khi bung lên nó sẽ như thế nào. Xin mời tất cả quý khách hàng. Thì giống như cũng như quý khách hàng cũng đã thấy á, thì nãy giờ tài xe tải cũng đã cùng cameraman quay tổng thể về cái cấu tạo nguyên lý của cái thùng ô tô bán hàng lưu động của cái xe SRM T30. Thì qua video này quý khách hàng cũng biết được là cái xe hợp lệ nó sẽ như thế nào. Đây chính là cái xe hợp lệ theo đúng tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp phép là xe ô tô bán hàng lưu động. Và xe này nó sẽ không có tải trọng cho phép, không có tải trọng cho phép tại vì nó không còn là xe tải nữa. Và cái thứ hai là xe ô tô bán hàng lưu động này là trên đăng kiểm của tất cả quý khách hàng thì số loại nó sẽ là ô tô bán hàng lưu động đúng theo cái tên của xe luôn, chứ không qua chế độ hay là cải tạo quan cải gì cả, nó là xe được thiết kế đóng mới hoàn toàn đó. Và cái thứ ba nữa là một cái xe ô tô bán hàng lưu động như thế này thì hiện nay giá của một cái xe này, đó là cái mà tất cả quý anh chị quý khách hàng đang quan tâm từ đầu video đến giờ, đó chính là giá. Thì cái xe này hiện nay nó, tại sao đầu video tại xe tải có nói là một cái xe nhiều quý khách hàng mà đang có tham khảo xe bán hàng lưu động thì lại chọn cái xe này trước tiên, vì sao? Vì giá rẻ. Thì giá rẻ là bao nhiêu? Thì giống như một cái con xe nguyên bản như thế này thì tài xe tải xin công bố luôn là một cái con xe nguyên bản như này giá hiện tại được bán tại ô tô An Sương là 260 triệu, chưa bao gồm chi phí giấy tờ và tất cả các option thiết kế trang trí lại cái xe theo nhu cầu của quý khách hàng. Thì để cho quý khách hàng có thể trang trí thêm đề can, đèn led, sơn lại màu thùng xe cũng như set up theo hệ thêm hệ thống điện, hệ thống nước sinh hoạt đấy, thì gói gọn đâu đó khoảng tầm 40 đến 50 triệu nữa, tùy theo cái nhu cầu của quý khách hàng nó như thế nào thì nó sẽ ra một cái con xe hoàn chỉnh. Lăn bánh luôn thì nó chỉ rơi đâu đó khoảng tầm 310 cho đến là 320 triệu là hoàn thiện hết tất cả các thứ. Về là anh chị chỉ có việc khai trương, nhập hàng lên và đi kiếm tiền. Đấy. Thì cái xe này để nói thêm một chút xíu nữa, tại vì cũng nhiều quý khách hàng cũng đang có nhu cầu mua trả góp. Thì xe này hiện tại đang được ngân hàng cũng như là công ty cho thuê tài chính hỗ trợ vay cao tối đa được từ 75 cho đến 80% giá trị xe. Thì quy ra tương đương với tiền mặt, quý khách hàng chỉ cần trả trước. Đối với cái con xe này mình chuẩn bị tài chính từ 80 cho đến 120 triệu là mình có thể có một cái con xe nguyên bản, hoặc là 120 triệu là có một cái con xe hoàn thiện hết tất cả các thứ. Về là chỉ nhập hàng lên bán, chi phí rất rẻ so với mở mặt bằng, thuê mặt bằng, xây quán, dựng lầu. Đó, đó là cái ưu điểm của cái xe mà ô tô bán hàng hiện động hiện nay. Một cái công cụ làm giàu không tưởng, làm chơi ăn thiệt. Thì qua video này, nếu quý khách hàng cảm thấy video hay thì cho tài xe tải cũng như là ô tô An Sương một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Quý khách hàng nào đang có nhu cầu tham khảo cũng như là dự định sắp tới sẽ đầu tư một cái xe ô tô bán hàng lưu động, một cái chiến binh làm giàu cho bản thân mình, thì vui lòng liên hệ hotline 0909 039 483 gặp tài xe tải sẽ tư vấn chi tiết hơn, sâu sắc hơn về kết cấu cũng như nguyên lý hoạt động và setup nội thất bên trong như thế nào để nó phù hợp với cái nhu cầu của quý khách hàng. Chào và hẹn gặp lại.